Mới đây, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, vừa chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với các bên liên quan làm rõ và xử lý thông tin liên quan đến vụ việc một nữ giáo viên của trường mầm non Nắng Vàng uống nước tẩy rửa để tự tử do bị hiệu trưởng gây áp lực. Trước đó, ngày 11 tháng 4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số hình ảnh và nội dung về việc hiệu trưởng trường mầm non Nắng Vàng có trụ sở tại phường 9 thành phố Tuy Hòa gây áp lực khiến cô T, 22 tuổi, ngụ ở thị xã Sông Cầu uống nước tẩy rửa bồn cầu tự tử. Hiện vẫn nguy kịch, chưa tỉnh lại tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Ngay sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên đã cử cán bộ đến nắm tình hình và thăm hỏi sức khỏe cô T. Hiện cô T đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, vẫn chưa tỉnh lại. Phía nhà trường đang mong muốn cô giáo T tỉnh lại để cùng ngồi và xác định rõ vấn đề từ hai phía.